thưa quý vị nhiều năm trở lại đây việc đốt các loại tiền vàng mã đổ mã trong thực hành nghi lễ của người Việt đang có xu hướng gia tăng và ngày càng khó kiểm soát việc lạm dụng vàng mã hiện nay bộc lộ những vấn đề tiêu cực làm mất đi giá trị đích thực tốt đẹp của thực hành tín ngưỡng để hiểu đúng về tục đốt vàng mã của người Việt trong chuyện tối nay ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ ạ rất cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay à, cảm ơn bạn Vâng, tục đốt vàng mã của người Việt bắt nguồn từ đâu thưa ông? Tục đốt vàng mã của chúng ta bắt nguồn từ Trung Hoa. À, những cái sách vở Trung Hoa từ Đầy Tần, để Hán, thậm chí trước đó nữa đã ghi về cái tục đốt vàng mã. À, đầu tiên là người ta chia của cho người chết. Dần dần người ta làm cái đồ tế khí gọi là minh khí, à, sau đó đến Đầy Hán. Thì người ta chế tạo giấy và dùng giấy Vàng tức là hoàng Là tờ giấy được in lên hoặc được thép Để dành cho việc cúng tế Và chúng ta gọi là tiền âm phủ đấy Mã tức là cúng cõi âm Cúng thần đất Chứ mã có bộ kỳ là thần đất bên cạnh Đã, Thế là mã hoàng sang chúng ta Nói thành vàng mã tục lệ đã chuyển sang chúng ta. Nhưng sang đến Việt Nam thì chúng ta đốt đầu tiên để chứng tỏ cái lòng hiếu thảo với cha mẹ, với ông bà tổ tiên đã mất. Thì suốt lịch sử Trung Hoa đấy, người ta đã rất nhiều lần đề nghị bỏ. Từ đời Hán đến đời Đường, đặc biệt là các nho sĩ, các nhà sư Phật giáo nhiều người lên tiếng bỏ cái tục đốt vàng mã nhưng ở một phía khác là những người làm nghề thì cúng những người theo đạo giáo thì người ta duy trì và đến bây giờ cái xu hướng đốt hay để tồn tại theo tín ngưỡng ấy thì vẫn là đấu tranh với nhau. Dạ, vâng và đúng là cái tục này bắt nguồn từ Trung Hoa đúng không ạ và ngày nay thì tục đốt vàng mã cho người đã khuất có xu hướng ngày càng gia tăng không chỉ dừng lại ở việc đốt vài tập giấy tiền vàng bình thường. Cuộc sống hiện đại phú quý sinh lợi nghĩa. Những người đang sống còn tìm đủ mọi cách để gửi đồ cho người âm như là đốt nhà lầu, này, xe hơi, tivi tủ lạnh, điện thoại, đô la, rất nhiều thứ. Với suy nghĩ càng mua nhiều đồ mã càng tốt thì đồ càng đắt tiền lại có nhiều lộc và càng được bình an thì chuyên gia có thể là cho rằng cái tư tưởng trần sao ông vậy đang chi phối nặng nề người Việt phải không ạ? Cái cuộc đốn vàng mã mà lớn nhất ấy, trong điều đình phương kiến đó là vào năm 1925 khi vua khải định mất người ta làm cả cung điện lớn như thật và người ta đốt nhưng sau đó đến năm 1933 thì vua bảo đại lại có chỉ dụ cấm đốt vàng mã thì ngày nay đấy người ta làm rất nhiều thứ thành và thành vàng thành mã để đốt và nó bị dần biến thái Giống như là kiểu ấy, hối lộ, coi âm vậy Để mong muốn cho được nhiều tiền, nhiều bạc Người ta tin rằng là đốt càng nhiều, đồ càng đắt Thì mình sẽ làm ăn được Thế là cái nghĩa hiếu đối với tổ tiên ông bà cha mẹ Nó dần dần bị nhạt đi trong thời buổi này Vâng ạ và bên cạnh những cái mặt tích cực thì việc lạm dụng vàng mã đã bộc lộ những cái vấn đề tiêu cực làm mất đi những cái giá trị tốt đẹp của nó thì chuyên gia có suy nghĩ gì về vấn đề này ạ? Về vấn đề này thì chúng tôi cho rằng đấy là có một nguy cơ cái tính chất của đạo hiếu của trả ơn của nhớ cha mẹ bị lấn át bởi những cái trục lợi và những người đốt vụ lợi đó là một xu hướng hết sức không tốt đẹp hiện nay và có nhiều ý kiến hiện nay người ta đề nghị bỏ bỏ dần và tiến tới bỏ đốt bằng, mã thì chúng tôi đồng thuận ý kiến đó. Vâng ạ. Nhưng mà vì sao đã có những cái chỉ đạo quy định hướng dẫn đối với vấn đề đốt vàng mã nhưng mà không thể kiểm soát được cái vấn đề này? Ừ, cái gì thuộc về tín ngưỡng, cái gì thuộc về niềm tin ấy, nhiều khi xã hội không phải là một lớp học không phải là đơn vị hành chính nên nhiều khi mà đưa vào xã hội thì đòi hỏi một thời gian đòi hỏi sự thấu hiểu đòi hỏi sự đồng thuận và dần dần nó cứ giảm bớt giảm bớt dần đi chứ còn mà chúng ta mong muốn à, cùng một lúc thì bỏ ngay thì rất là khó cho nên cái công điện của thủ tướng vừa rồi đấy nói là không đốt vàng mã, đổ mã tràn lan là chúng tôi cho rằng đó là một bước để cái tình trạng hiện nay và trong tương lai đấy nó sẽ đi đến tốt nhất là chúng ta bỏ dần nó đi. như vậy là sẽ có sự chỉ đạo dần dần từ phía chính phủ, phía nhà nước cộng với cái sự truyền thông từ báo đài các cơ quan báo đài báo chí trên mạng xã hội nữa về cái vấn đề đốt vàng mã này để mọi người dần thay đổi thói quen đúng không ạ? Right. Vấn đề này không thể thay đổi được ngày một ngày hai mà chúng ta sẽ phải mất một quá trình. Đúng rồi. À, tập tục đốt vàng mã đã có từ lâu ăn sâu vào tâm thức của người dân Việt Nam là vấn đề thuộc phạm trù về tâm linh nên là rất khó từ bỏ. À, có giải pháp nào để hạn chế cái việc đốt vàng mã tràn lan như hiện nay không ạ? Ừ, cái giải pháp đấy là dần dần mọi người sẽ nhận ra cái sự trước hết là sự vô lý của nó thứ hai là sự tốn kém của nó và mọi người sẽ cùng nhau hạn chế hạn chế và dần dần bỏ đi thì tôi đi thì thấy rất nhiều những di tích lịch sử văn hóa ở chùa có những cái bảng quy định rất rõ là tại đây không đốt vàng mã hoặc là hạn chế đốt vàng mã nhưng mà những người đến đấy người việt nam là ít đọc những quy định lắm họ cứ làm theo mình thôi thì tất nhiên là được nhắc nhở được ban quản lý được nhắc nhở thì nó cũng đã giảm dần và chúng tôi hy vọng rằng trong một thời gian sắp tới chúng ta sẽ giảm dần và đến từ bỏ cái đốt vàng mã thay bằng cái đảo hiếu khác cho cái cõi âm quan trọng nhất là chúng ta đối xử với cả ông bà bố mẹ như thế nào chứ đừng để khi mất đi bắt đầu mới đốt rất nhiều những thứ vàng mã rồi rất nhiều vật dụng nhưng mà tôi chia sẻ đấy ạ, tivi tủ lạnh nhà cửa xe máy ô tô đủ cả, ừ. vâng và chúng ta vẫn thường hay nhắc đến cái chữ tâm trong lễ bái vậy thì tâm của ta nên được thể hiện như thế nào cho đúng theo quan điểm của chuyên gia đối với cái tâm đấy thì khi mà nói đến tận cùng thì người ta thường dựa vào chữ hiếu đốt là thương cha thương mẹ thương ông thương bà thương tổ tiên thể hiện cái lòng hiếu của mình nhưng mà các cụ người xưa ấy dạy là thực hiện đạo hiếu trước hết là bố mẹ già chăm sóc thứ hai bố mẹ mất đi rồi trước hết mình giữ lại cái thân thể của mình mà bố mẹ đã cho không phá hoại nó và giữ cái danh tiếng của gia đình của bố mẹ đồng thời bố mẹ dù đã khuất ông bà dù đã khuất vẫn muốn con có một sự nghiệp không làm nhục gia đình, nhục bố mẹ và nếu chúng ta làm như vậy thì cái đạo hiếu đó mới chính đúng là cái đạo hiếu chứ không chỉ chúng ta đốt thật nhiều vàng mã trong cái chuyện này vâng ạ như vậy chúng ta sẽ phải đối xử thật là tốt có đạo có hiếu với cả ông bà bố mẹ tổ tiên chúng ta chứ đừng để cứ là đốt rất nhiều vàng mã rất nhiều thứ để rồi Biết đâu họ lại không nhận được đó, đấy gọi âm, cõi âm là cõi vô hình, Biết đâu là không nhận được. Chúng ta cứ tin như thế, hy vọng là trong thời gian tới thì cái tập tục này sẽ được à, dần dần bớt đi bớt đi và bỏ dần dần. À, vậy thì uh, chuyên gia có thêm những cái giải pháp nào nữa không về cái vấn đề này để chúng ta sẽ giải quyết nó? Cái giải pháp mà khi mà đi thực tế ở các vùng đấy tốt nhất là sự đồng thuận của người dân. À, có rất nhiều làng, rất nhiều vùng, họ có thể đưa vào hương ước, họ đưa vào những quy định hương thôn, đưa vào cuộc sống mới. Và khi đã cả một vùng họ đồng thuận đấy, dân đều đồng thuận, thì người dân, người ta sẽ thực hiện. Ví dụ như là có những nơi đám tang không ăn uống, những nơi đám cưới không hút thuốc, tất cả cái đó được quy định ở làng, ở thôn, ở bản, ở phun và người ta thực hiện miễn là nhân dân đồng thuận. Thế thì cái đó chúng ta tuyên truyền, giáo dục, vận động hướng đến sự đồng thuận cao nhất để chúng ta tiến tới một xã hội không bị ô nhiễm môi trường, không bị tốn kém vì những cái rất là mê tín. Ừ. À, nhiều người băn khoăn là không biết là có nên trong tương lai thì chúng ta có nên bỏ từ bỏ cái tập tục này không ạ? thì chuyên gia có thể lý giải đúng không? Với tư cách là một người nghiên cứu, tôi hoàn toàn đồng thuận rất nhiều ở trên mạng đấy, người ta bảo là như pháo chúng ta còn cấm được, chúng ta không tiếp tục, thì với bằng mã cũng vậy, đi đến chúng ta không làm điều đó nữa, chúng ta sẽ cúng tế tổ tiên ông bà những hình thức khác, chân hơn, thiện hơn, mỹ hơn để cái cuộc sống chúng ta càng ngày càng văn minh. Vâng, đúng là như vậy ạ. Khi mà ông bà bố mẹ mất đi rồi, chúng ta lại đốt rất nhiều thứ vô nghĩa, có thể nói vô nghĩa và còn ảnh hưởng đến môi trường nữa. Vâng. Vẫn rất nhiều vấn đề ảnh hưởng môi trường sống chúng ta. À, xin cảm ơn nhà, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hồng Vĩ đã có chia sẻ trong phần chuyện tối nay ngày hôm nay. Cảm ơn. Thưa quý vị, tục đốt vàng mã của người Việt được thực hiện từ bao đời nay những tập tục này đang bị lạm dụng, biến tướng và mất đi nét đẹp truyền thống trong văn hóa tin ngưỡng của người Việt. Tục đốt vàng mã phần nào thể hiện sự thành tâm hướng về tổ tiên, nhưng nếu quá đà, hành động ấy lại trở nên phản cảm, xấu xí và lãng phí. Thiết nghĩ, hành lễ dù ở đâu, khi nào thì điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm, thành kính. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hồng Vĩ đã có những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Chào tất cả các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.